Dạ vâng, gửi lời chào đến toàn thể anh em đam mê gà lòi trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay tiếp tục một cái buổi em đi giao hàng cho đại lý nhỏ thì em cũng tiện giới thiệu cho anh em luôn nhé. Thì cũng giới thiệu luôn cho anh em ở cái đầu video này là nhà em cung cấp đầy đủ tất cả những phụ kiện này và thuốc chữa bệnh gà. Để anh em mà có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho em qua cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề video ngày hôm nay em đăng tải lên nhé. Hoặc là anh em có thể là kết bạn Zalo thì em sẽ gửi hình ảnh trực tiếp qua Zalo này. Và cái thứ hai là về những bệnh con gà trọi thì em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em qua Zalo nhé. Anh em nào mới chơi mà chưa biết cách ấy, thì em sẽ tư vấn miễn phí qua Zalo. Thì những cái đơn hàng nhỏ lẻ nhé, em sẽ gửi hàng qua bưu điện. Đấy, gần thì khoảng 1-2 hôm là anh em nhận được hàng thôi. Còn xa là khoảng 3-4 hôm. Và cái điều quan trọng nhất là khi mà anh em nhận hàng thì luôn luôn là được kiểm tra hàng nhé. Đấy, đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm như video em giới thiệu thì anh em mới phải thanh toán. Còn ngoài ra thì anh em không phải đặt cọc trước 1.000 nào cả nhé. Còn về những cái đơn hàng mà chẳng hạn như anh em muốn nhập xỉ về, đấy, cung cấp lại cho anh em xung quanh ấy, thì anh em báo thì nhà em sẽ có ô tô tải. Đây là xe ô tô tải nhà em, hãy chở đến tận nơi nhé. Và anh em sẽ không mất cước phí nữa. Nên giá cả thì anh em cứ gọi điện đến thì nhà em làm số lượng lớn nên giá cả là lúc nào cũng được ưu đãi nhất cho anh em. Còn về những cái phụ kiện đây thì cũng giới thiệu cho anh em là đây là về những cái lồng chạy này. Đấy, nhà lồng chạy này thì nhà em có cả lồng chạy lan này, đấy, lồng chạy lưới này thì cũng rất là nhiều những video em giới thiệu cho anh em rồi. Anh em quan tâm thì anh em có thể là ấn đăng ký kênh ấy, theo dõi em ở những video trước đấy, đây về những cái lồng chạy lan nhé. Còn về đây là những cái cót này. Đấy, cót thì nhà em có loại cót thường và cót đúc. Đấy, chiều dài của nó là 7m và chiều dài là 9m nhé. Thì đây em sẽ lên để giới thiệu chi tiết cho anh em này. Đây là bài cót thường này. Đấy, cót thường này thì cũng có loại 2 phân. Đây chiều dài của nó là 2 phân nhé. Đấy, chiều dài của nó 2 phân. Còn đây là cót thường 4 phân này. Đấy, có cả loại 7m, có cả loại 9m. Và nhà em có cả hàng cót đúc nữa. Đấy, cót đúc thì em xếp ở bên trong kia. Đấy, đây xe ô tô tải là 2 tấn rưỡi nhé. Xếp mà tràn hết hàng bên trong kia. Thì cũng rất là cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ anh em trong suốt thời gian qua nhé. Đấy, chúc anh em là có một cái sức khỏe dồi dào này và nuôi được những chiến kê xuất sắc nhất cho mình. Đấy, có đúc ở bên trong kia thì cũng có loại 9m, có loại 7m nhé. Đấy, và chiều dày của nó 4 phân, chiều dài dày của nó đấy, chiều dài của nó 7m và chiều dài 9m này, và có loại 2 phân, có loại 4 phân. Thì đây là về, còn đây là về những cái lồng nhá. Đấy, lồng ghép để phục vụ cho anh em nhốt ấy, thì nhà em có loại 80 này. Đấy, 80 1m, 80m2, rồi 80m6 để anh em phục vụ chạy dài ấy. 82m là đều có. Và có cả khay tôn nhá. Khay tôn thì nhà em cung cấp chỉ có loại cao thôi, loại tốt, để đảm bảo cho anh em mà khi mà nhốt ấy, con gà của mình nó bới thì nó sẽ không bị bắn bẩn ra nhà. Thì anh em có thể là nhốt ở dưới bếp hoặc là nhốt ở trong nhà vẫn không ảnh hưởng gì nhá. Và những cái lồng ghép thì ở bên trong kia. Đây là một cái xe hàng thì em đã xếp đầy rồi, thì cũng kín, thì anh em có thể là tham khảo em ở những video trước thì em giới thiệu rất là chi tiết rồi. Và đây là những cái đơn hàng, cũng rất là cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ nhé. Bên trong này rất là nhiều những cái lồng ghép, khay này, cót này, cót thường, cót đúc này, rồi lồng chạy lan này. Quay cho anh em tham khảo về đây chuyến hàng của buổi chiều ngày hôm nay. Thì em cũng bây giờ em cũng xin kết thúc video nhé, để em gửi vận chuyển đi cho khách. Thì cũng một lần nữa là nếu mà anh em mà có nhu cầu thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp cho em nhé. Còn là bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.